xung quanh tôi đây là muôn vàn sắc hoa. Và tôi đang tự hỏi không biết vì sao mà người ta yêu nhau lại thường dùng hoa để dành tặng. Gửi người thương một nhành hoa đỏ thắm, lúc biết ơn lại bông hoa sắc vàng. Khi tiễn biệt cùng màu trắng tinh khôi, hẹn ngày về với đóa hoa tím biếc. Có lẽ là mỗi sắc hoa chứa đựng một ý nghĩa riêng mà những người chơi hoa muốn gửi gắm. Ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng chuyến xe nông nghiệp sạch thưởng thức những màu hoa muôn sắc của làng hoa Tây Tựu. Hoa Tây Tựu, sản phẩm nông nghiệp thành phố Hà Nội, nơi phân bố phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, diện tích trên 200 ha. Làng Đăm nay là phường Tây Tựu, quận Từ Liêm, Hà Nội. Đây là làng có truyền thống văn hóa và sản xuất lâu đời. Và cũng từ lâu, nơi đây trồng và cung cấp hoa cho Thăng Long, Hà Nội. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Và hiển nhiên, bởi thú chơi hoa là nét văn hóa của người Hà Nội, nên khi ta nhắc tới nét đẹp của người Hà Nội là nhắc tới các làng hoa như làng Ngọc Hà, Nhật Tân hay làng hoa Tây Tựu. Thời điểm nào thì mình sẽ tiêu thụ hoa được nhiều nhất ạ? Mùng 2 tháng 3 là hoa hồng bán nhiều chạy nhất rồi. Vâng. Tết thì hoa ly này, hoa cúc này, hoa hồng này. Mình có kinh nghiệm trồng hoa lâu năm thì mình có thể phân biệt được giữa hoa của làng mình với hoa của nơi khác không ạ? Hoa của làng mình thì nó cằn hơn này, nhưng bông nó thậm hơn. Tức là màu hoa đậm hơn đúng không ạ? Chỗ này có rất là nhiều túi bóng treo bay trước gió này, không biết là có tác dụng gì không chị? Bóng người ta treo để cho tránh chim, một con nó kèn. Cô ở đây là mình đang làm gì đây ạ? Con để làm bón nốt cho nó vượt rất vào trong trồng cây trồng nó sẵn này là có ăn. Mình đang trộn với do đấy đúng không ạ? Cấm đậu sống ngâm, thử ngon lên. Mầm hoa để trồng hoa cúc như này thì mình tự ươm hay là đi mua ạ? Rồng như này này xong rồi nó bén chân mình bấm ngọn mỗi cây nó ra 2-3 cái mầm thì là mình cắt. Không biết loại đất đấy là loại đất gì ạ? Đất này là đất thịt. Thế là cháu cấm này có được không? Được. Nước tưới của mình ở đây thì là nguồn nước ở đâu ạ? Bơm về dưới đập. Nước nguồn ở chú? Không, nước ở xuống hồng rồi. Mặt trời này nó mọc lên, che không có phản được trong này, chỗ này là nó nâu gần chân. Để tránh gió nữa chú nhỉ? Mà hai nữa là để cho cái nứa nó đỡ tạt ở dưới cúc này. Vâng. Cô ly này mình cắt dài như này hả cô? Đấy, cắt đến chị góc rồi. Tầm bao lâu nữa thì nở hết nhỉ cô nhỉ? Họ cấm vào lọ là nó nở luôn. Ở đây mình hay bán cho những chợ hoa ở đâu ạ? Bán ở trên một sân Quảng Bá. Có những cành cháu thấy hái cũng hơi khó. Hoa mà làm phải nhẹ nhàng. Bông rất là tròn mà cánh hoa thì rất là rộng. Có đại đoá này thôi. À đây là cúc đại đoá. Vì mùa đông mà có hoa đại đoá này. À thế ạ. Hái những bông hoa rất là tươi như thế này thì tôi mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của những bông hoa tươi và đúng như người ta nói rằng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mặc dù đã là cuối ngày rồi nhưng sắc màu của những loại hoa nơi đây ngày hôm nay vẫn làm cho tôi cảm thấy tràn đầy sức sống. Đến đây thì thay mặt cho những người làm chương trình, Quỳnh Anh xin được gửi tới quý vị, đặc biệt là các mẹ, các chị và những người nội trợ sẽ luôn tiếp cận được với sản phẩm nông nghiệp sạch và rạng rỡ như những đóa hoa này. Thị trường tiêu thụ hoa Tây Tựu tại các chợ đầu mối của thủ đô Hà Nội.